Wow. Nếu mà nó vậy thì không cần. Mà nếu mà không được nước nó lên thì nước lên thì có thể lên nước khoảng có bệnh có lần nào mà ngập hết trong đây không nhìn thôi. Có khi nào ngập hết trong đây nước ở đây họ cũng được biết rồi. Kẹt trong người khổ dâu mà trong người nói chung là đi Quảng Nam thì phương tiện cũng đến an toàn, mà sông nước cũng thế, gió cũng không gió lắm, mùa bão thì gió cũng đối với nó ít lắm. Ô qua có cục gì bị vô ở chứ ngoài đây nè, đây nè. À, tại vì có cục đá bự hồng cái gì cục đá bự mà nó mình không nhớ gì nữa. Ờ, ngộ ghê không nè. Ờ, ở đây cũng vậy nè, ngộ ghê không. Wow. Ờ, đá ngộ ghê không. Giống như là cẩm thạch vậy thôi. Ở đây cũng xanh xanh là giống cẩm thạch ghê nè. Cái này là chưa có phối đèn màu còn phối đèn màu. Thì giống như cẩm thạch vậy nè ha. Giống cẩm thạch ghê nè. Cái này là sinh thái nên họ không tạo những cái này. Họ không tạo cảnh. Cái này là tự nhiên. Wow. Có được cái cục này thì mấy nghìn năm mới có. Trời ơi, ngộ thì chứ sao mà nó không. Trời ơi. Ngộ. Nó treo bằng tay mà không. Ngộ đá này. Trời ơi. Rồi đi du lịch mà không đến nơi này là uổng lắm đâu. Rồi dần thấy ra ngoài này thấy anh sáng rồi. Oh wow. Ra ngoài rồi. Wow. Wow. Nó dài vậy, cái thang này dài vậy. Nước không chỗ này mà hàng khác ha. À, giống cá sấu thiệt ha. À. Trời ơi, giống cho tấn cá sấu thiệt. Wow, phải nói cái hàng này dài dễ sợ luôn. Wow.